Mazda 2 nhập Thái có thêm phiên bản, giá bán từ 509 triệu đồng. Dự kiến, Thaco sẽ phân phối Mazda 2 dưới dạng nhập khẩu nguyên chiếc từ Thái Lan với 4 phiên bản, giá bán tạm tính từ 509 triệu đồng. Cụ thể, mẫu xe hạng B sẽ có 2 bản sedan là Sky và Neo, cùng 2 bản hatchback là Max và Style. Trong đó, sedan Sky và hatchback Max là các phiên bản tiêu chuẩn, giá bán tạm tính lần lượt là 509 triệu đồng và 589 triệu đồng. Hai biến thể cao hơn là sedan Neo và hatchback Style có giá lần lượt là 559 triệu đồng và 599 triệu đồng. Theo một số thông tin từ đại lý, hai phiên bản tiêu chuẩn sẽ dùng đèn pha halogen, mâm đúc kích thước 15 inch, đầu CD, âm thanh 4 loa và cùng với trang bị ghế nỉ. Trong khi đó, bản Neo và Style sẽ có đèn pha LED tự động, gạt mưa tự động, điều hòa tự động, màn hình cảm ứng 7 inch, lẫy chuyển số, ga tự động Cruise Control, camera lùi và ghế da. Trang bị an toàn có thể kể đến như hệ thống chống bó cứng phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD, cân bằng điện tử DSC, hỗ trợ khởi hành ngang dốc HLA, cảm biến lùi, 6 túi khí trên bản cao và 2 túi khí trên bản thấp. Về thiết kế, vì là bản facelift giữa vòng đời, nên diện mạo của Mazda 2 2019 không có nhiều thay đổi. Hai điểm khác biệt lớn nhất là vô lăng được tái thiết kế tương tự như trên mẫu Mazda CX-5 và nội thất sử dụng tông màu sáng mới. Ngoài ra, khách hàng cũng sẽ có thêm một số tùy chọn màu sơn ngoại thất hoàn toàn mới. Dưới nắp capo vẫn là động cơ xăng SkyActiv 1.5 lít, công suất cực đại 109 mã lực tại 6.000 vòng phút và mô men xoắn cực đại đạt 141 Nm tại 4.000 vòng phút, đi cùng với trang bị hộp số tự động 6 cấp. Tuy nhiên, Mazda 2 nhập Thái sẽ có thêm tính năng G-Vector Control, tương tự như trên các mẫu đàn anh Mazda 6 và CX-5. Dự kiến, lô xe Mazda 2 nhập Thái đầu tiên sẽ đến tay khách hàng vào cuối tháng 11 này. Đây sẽ là đối thủ cạnh tranh trực tiếp với các mẫu xe cùng phân khúc hạng B như Honda City, Toyota Vios, Nissan Sunny hay Mitsubishi Outlander.